Em thấy bảo lấy SVIP mở hên hơn đấy anh lấy SVIP đi anh Rồi lửa rồi Cái này là test uh, 4000FC Sự kiện nâng cấp huyền thoại Test 4000FC xem là đến mốc bao nhiêu Toàn một điểm với hai điểm thôi Có một phát 5 điểm Mới qua siêu sao thôi chưa lên huyền thoại Đây đây Ờ uh, 2 điểm 4 điểm Ôi có 6 điểm này 3 phát 6 điểm luôn Đỏ nha Gói rác ngon sự kiện này gói rác ngon Rồi được rồi 2 4 6 Ôi 6 nhiều này Sao đỏ ấy nhỉ Ôi chơi tí nữa là lên được 400 điểm đúng không? 10 lần uh, 60 điểm nữa à, không được mốc 400. thêm tí nữa chắc được mốc 400, tầm 4.600 FC thì lên được mốc 4 uh... chơi á, uh, chơi cứ chơi full uh, 4 FC xem được bao nhiêu thôi nhá. Ok. 44. 4. Ui, ui. Này, 444466. 6. 6 6. Ui, đỉnh chưa? Anh em thấy đỉnh chưa? Quay 10 lần. 1 2 3 4 5 gói 6 điểm, chốt 4.000 FC được 388 điểm. Em follow anh rồi giờ xem bấm bấm vô, vô chỗ follow tiếp ạ. À, ờ thế không được đâu. Rồi. 4.000 FC chúng ta thu được 63 tỷ 800 triệu. Mở đi, gói đầu tiên cho nó vui vẻ anh em. Sau cái này thì còn một nick 8.000 FC nữa. Úi giời, thấy cả Ethan Úc Việt luôn. Ôi pháo hoa LH LH8RB Coleman Xong cái này vào icon luôn yên tâm đi Mai còn hên Một hai ngày đầu là hên có mấy ngày về cuối thì chơi nó bóp đó Pháo hoa cộng 4, 109 Bóc 3 à? Rồi, ai con bác xa đi Ai con bác xa này thì uh, hàng dởm nhiều Mà hàng ngon cũng nhiều Đấy Thôi, mở đi <laughs> Mở nhiệt tình 500k được khoảng bao nhiêu vòng 500k đỏ thì được uh, tầm mươi uh, 70, 80 điểm Đen thì chịu, đúng không? Có handy lô béo này Ngon đúng không? Mở đi có lửa là ngon Cứ có lửa đã Em thấy bảo lấy S-VIP mở hên hơn đấy Anh lấy S-VIP đi anh Rồi lửa rồi Tây Ban Nha CM Savi Rồi cũng được Cũng được nha Vẫn bú Không pháo hoa là được rồi Không pháo hoa là được rồi Vẫn bú nha Mở đi xem là Totion nó ra con gì Nhận VIP đi để mở Ok để thử <laughs> Gói gì? Alo, si của anh tên là gì rồi Này, Huyền nói chuyện đi Luka Modric Ờ Rồi, ok time. Tôi, Modric này Tôi, tôi thích gói này này Tôi, tôi, tôi thích nhất gói này này Bởi vì gói này nó mới, nó mới nhả Gói này nó mới nhả Gói này mới ra được uh, uh, Ấy là ngon Bố đi Kim 23 party bằng Gullit ABS không anh nhá Sao bằng được Không không phải lọc đâu Cái này min là thằng Tomodi Vẫn sử dụng được Cái này chỉ số nó chỉ được như này thôi Ibra đi Ibra đầu đi Mở đi Anh trông quen quen á Anh quen lắm Mở đi có lửa là được kìa Rafa mid ạ Thằng này để đầu luôn ra luôn ạ Mở đi À 40 kia mà Ok anh có biết cam BTB không? Không Lửa đi Mẹ nó còn kéo pháo hoa 113 8 tỷ thế là được rồi Tỏi EBS đã được Rồi lại là phôi 109 nữa này, ngon phết này Sự kiện này lắm phôi thật sự luôn đấy Sự kiện này, sự kiện nâng cấp anh em nhá Sự kiện nắm phôi thật sự luôn đấy Ôi giời ơi Con gói này về bờ hay không gói này này Về bờ hay không gói này này về bờ hay không? 4000 FC về bờ hay không? Mở đi. Mở đồng loạt đổ hũ đi anh ơi á tí nữa. Phôi 109 nhiều nhá, phôi 110 chưa thấy. Có gì đây? Con gì ta? 112 Rodrigo. Không minh chỉ số. Để phôi em ơi. Để phôi đi, đằng nào cũng phải mua mà. Đùi mạnh mà rẻ. Lần không có lửa Rồi 110 110, 109, 107, 108 Rồi chúng ta chốt nào Chốt uh, 4000 FC thu được những gì nào 4000 FC chúng ta thu được uh, Rodrigo 112, Luka Muric, 111 Xavi, Madini Daphamit, thằng này là gói uh, LL chỉ định 70 cộng 5 đấy Hơi bịp, Vidic này Demele này, Pogba này Tomori, mấy con này thì toàn đấy thôi Với lại uh, 63 tỷ BB tươi